Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Mùa hè đến thì kem luôn là món rất hấp dẫn. Trên kênh của mình thì có chia sẻ rất nhiều món kem rồi. Tổng hợp lại thì có kem vani, kem sữa chua, kem sô-cô-la, kem dừa, kem đậu xanh, kem trái cây, kem Oreo, kem xoài và kem trái bơ. Để tham khảo các công thức kem thì các bạn có thể vào danh sách phát trên kênh và ấn vào danh sách kem nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm hai món kem nữa. Hai món đều mát lạnh, xốp và có vị chua nhẹ từ chanh. Món thứ nhất là kem chanh leo. Món thứ hai là kem chanh dừa. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên, công thức làm kem chanh leo của mình như sau. Ở đây các nguyên liệu như là kem tươi với ít nhất 30% béo, đường, sữa đặc, gelatin là các nguyên liệu giúp kem luôn mềm xốp, không bị cứng và không bị răm đá khi để lâu trong tủ lạnh. Các bạn không nên bỏ qua một nguyên liệu nào. Mình sẽ cần khoảng 3 quả chanh leo lớn để thu được khoảng 90ml nước cốt chanh leo. Nếu các bạn dùng quả nhỏ hơn thì mình sẽ cần tăng lượng nước chanh leo lên. Tiếp theo mình sẽ ngâm vào phần nước chanh leo này 3 gram gelatin. Nó tương đương khoảng 1 lá đến 1 lá rưỡi. Nếu các bạn dùng gelatin bột thì mình sẽ dùng khối lượng tương đương, nó sẽ khoảng 1 thìa cà phê. Mình sẽ để vậy cho gelatin nở ra. Khi gelatin đã nở thì mình sẽ làm tan chảy nó. Mình đặt bát nước chanh với gelatin này lên một bát nước sôi. Gelatin rất dễ tan nên mình chỉ cần để khoảng 35 độ là cũng đủ để nó tan rồi. Khi gelatin đã tan thì mình cho vào sữa đặc. Mình sẽ thu được hỗn hợp sệt sệt như thế này, ta để qua một bên. Mình sẽ đánh bông kem tươi với đường. Kinh nghiệm về đánh bông kem tươi các bạn có thể xem trong video Tất Thần Tật Về Kem Tươi mình đã chia sẻ trên kênh. Khi kem đã tương đối bông mềm như thế này thì mình sẽ cho toàn bộ lượng sữa chanh leo ban nãy vào. Trộn đều.
Khi hỗn hợp đã được trộn đều hoàn toàn, mình sẽ cho vào khay. Ta sẽ đậy kín và cất kem vào ngăn đá đến khi kem đông. Kem này mình có thể để trong ngăn đá để ăn dần, kem vẫn không hề bị cứng nhé. Mình có làm thêm phần sốt chanh leo, gồm có nước cốt chanh leo, mình sẽ đem đun với đường theo tỷ lệ 1:1, nghĩa là một phần nước cốt thì mình sẽ pha vào một phần đường. Mình có bỏ bớt hạt chanh leo vì mình không thích ăn hạt nhiều. Khi đường tan thì mình đun thêm một chút nữa cho hỗn hợp sệt sệt là được. Sốt này mình có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 2-3 tuần. Mình có thể dùng nó trộn vào các món sữa chua, kem homemade hoặc là pudding, panna cotta đều rất là ngon. Món kem thứ hai mình muốn chia sẻ là kem chanh dừa. Món kem này dùng quả chanh xanh, thử trái cây mà để pha đồ uống vào mùa hè thì khỏi phải bàn. Nguyên liệu mình cần như sau. Ở đây phần nước cốt dừa các bạn chú ý chọn đúng loại coconut cream hoặc là xem thành phần chất béo của nó phải ít nhất là 18-20%. Như vậy thì thành phẩm kem của mình mới ngon và không bị cứng. Mình sẽ dùng một quả chanh xanh lớn cho công thức hôm nay. Mình nạo sơ lấy vỏ chanh để cho vào kem. Nó làm kem của mình rất là thơm mát. Các bạn chú ý là mình chỉ nạo lấy phần xanh bên ngoài thôi, không nạo vào phần trắng vì nó có vị đắng. Sau đó mình sẽ vắt lấy nước. Lượng nước chanh mình thu được khoảng 25ml. Sau đó mình cũng cho gelatin vào ngâm. Để vậy cho gelatin nở ra. Khi gelatin đã nở thì mình cũng đặt hỗn hợp lên miệng bát nước nóng để hòa tan. Việc này rất tiện vì mình sẽ không phải đun hỗn hợp quá nóng, sẽ làm cho nước chanh bị đắng. Khi gelatin đã tan thì mình cho vào nước cốt dừa và sữa đặc. Mình cho phần vỏ chanh vào luôn. Ta để qua một bên. Mình đánh bông kem tươi với đường.
sau đó cho hỗn hợp chanh dừa vào trộn đều. Vậy là được rồi, mình đổ hỗn hợp vào khay. Ta cũng đậy kín và để trong tủ lạnh ngăn đá đến khi kem đông. Kem này rất thơm mát mùi chanh, nó hơi béo béo, thơm mùi dừa, nhưng mà vì có chanh nên không hề có cảm giác ngấy. Với hai món kem hôm nay mình giới thiệu thì với những bạn nào không kiếm được kem tươi thì có thể dùng nước cốt dừa, coconut cream thay thế. Mình sẽ không đánh bông nước cốt dừa được, kem sẽ kém sốt hơn, nhưng mà miễn là có gelatin thì nó sẽ không bị cứng và dăm đá. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn hai món kem chanh chua chua ngọt ngọt, thanh mát cho mùa hè. Nếu các bạn thích món kem này và muốn mình làm thêm nhiều món kem nữa thì hãy cho mình một like và chia sẻ nha. Để lại bình luận bên dưới nếu các bạn muốn mình làm món gì tiếp theo. Hẹn các bạn trong video tới.